Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và bên cạnh mình đó chính là bé rồng băng mà mình thất lạc mấy hôm nay nè. Sau khi xem lại video cũ á, thì mình mới phát hiện một bé rồng băng ở đây. Như vậy thì mình còn lạc thêm một bé nữa. Giờ thì chắc mình sẽ dẫn bé rồng băng này về luôn thôi. Ôi làm hết hồn hả? Vậy là mình lạc hết một bé rồng Sapphire rồi đó, nhưng mà chưa biết lạc ở khu vực nào nữa. Để rảnh rảnh mình sẽ đi xung quanh đây coi coi có phát hiện bé rồng Sapphire đó không nhá. Còn giờ thì mình con kè là thành dám núp cạnh nhà mình hả? Rồi, và mình đã nung xong cái số file Raven Steel Ingot rồi các bạn ơi. Và cũng như mình đã farm thêm ít cái máu rồng nè, để ngày hôm nay mình sẽ luyện thêm một ít nữa để mình có thể chế tạo thêm những cái thanh kiếm cũng như là dụng cụ bằng Raven Steel Ingot nhá. Giờ thì mình sẽ cho cái bé rồng băng hoang dã này vào trong cái hon ở một thời gian đi. Từ từ mình sẽ cho ra bên ngoài sau nhá. Và mình sẽ bắt đầu chế tạo một bộ giáp bằng Raven Steel Ingot luôn. Đầu tiên thì mình cần phải lại gần cái bàn chế tạo nè. Sau đó thì mình sẽ làm cái nón trước đi. Đó, đây chính là cái nón của kỵ sĩ rồng nha các bạn. Kế tiếp là cái áo nè. Wow, đẹp cực kỳ luôn. Kế tiếp nữa là một cái quần. Ui cái quần nhìn không kỹ nhìn rất giống là cái nón luôn á. Còn cái ủng thì sao? Wow, vậy là mình full được set đồ rồi nè. Tạm thời mình sẽ cởi cái đồ Moonlight ra và gắn vào đồ của kỵ sĩ rồng. Wow, nhìn ngầu cực luôn á. Tuy không có nhiều búp như là đồ của rồng nguyên tố các bạn ơi, nhưng mà đồ của kỵ sĩ rồng nhìn rất là ngầu cũng như là mạnh mẽ luôn. Wow, cái này có... Ui chết rồi, nó trừ tốc độ mình rồi. Cái này nó còn trừ tốc độ mình nữa. Ở đây coi bé rồng luyện xong chưa. Bé rồng luyện được một cái Raven Steel Ingot rồi nè. Mình sẽ đợi thêm một cái Raven Steel Ingot nữa để mình chế tạo thêm một cái thanh kiếm của kỵ sĩ rồng luôn nhá. Và sắp tới mình dự định sẽ làm thêm một cái lò luyện rồng nữa, nhưng mà rồng băng đó các bạn ơi, tại vì giờ mình đã tìm lại được cái bé rồng băng rồi mà. Giờ thì tranh thủ nhặt nốt cái Fire Raven Steel Ingot ở đây luôn thôi và vào trong chế tạo thanh kiếm của kỵ sĩ rồng nhá. Rồi, mình đã được một thanh kiếm của kỵ sĩ rồng luôn rồi nè. Với thanh kiếm này kết hợp với bộ giáp của kỵ sĩ rồng nữa, mình tin rằng mình có thể chinh phục bất cứ con rồng lửa nào luôn. Chỉ với rồng lửa thôi nha các bạn, tại vì đây là bộ giáp của kỵ sĩ rồng lửa. Và giờ thì chắc mình sẽ để cho bé rồng của mình hoạt động ở đây đi. Và mình sẽ tập trung vào việc chế tạo cái lò nung, cái lò luyện rồng băng nhá. Công thức á, thì mình cần phải chế tạo những cái gạch rồng băng trước đã. Và công thức của gạch rồng băng á, thì mình... Lò rồng băng đâu rồi ta? Xem công thức cái nào. Ui chết rồi, cái công thức đó hình như là phải cần một cái tim rồng băng nè. Và cần thêm một ít vải của rồng hải băng nữa. Rồng hải băng hôm trước mình tiêu diệt cái rồng Sapphire nè, vải rồng Sapphire. Để mình nén mấy cái này trước cái đã. Đây, nén lại. Kế tiếp thì mình cần phải lấy ra những cái cục gạch cái đã. Đây, gạch được nung nè. Rồi, giờ chế tạo thử thôi nào. Hy vọng chế tạo được. Với công thức này. Được nè, được nè. Vậy là mình cần có những cái vải rồng Sapphire. Đây, mình có nhặt khá là nhiều vải rồng Sapphire từ những trận chiến trước á, nên giờ thoải mái mà chế tạo luôn thôi. Ấn thêm công thức nữa nè. Công thức được 12 rồi hả? 12 thì mình sẽ ưu tiên làm cái nhân trước nè. Kế tiếp là một cái đồ để cho rồng băng hà hơi vào nhá. Cần 4 sắt nữa. 1, 2, 3, 4 và xung quanh là Raven Ice Brick. Vậy là mình đã có được hai cái thứ thiết yếu rồi. Cái khối xương rồng mình còn thừa 8 từ lần trước chế tạo nè. Nên giờ mình chỉ cần chế tạo thêm những cái gạch bằng vải rồng thôi các bạn ơi. Đây mình sẽ chế tạo thêm những cái khối vải rồng. Không biết cái này nó có chung được không ta? Phải chung cái loại thì nó mới có thể stack lại với nhau á. Giờ mình có thể làm thêm được 4 nữa. Ok, giờ thì mình sẽ gom hết cái số vải rồng hiện tại hệ băng của mình á để mình chế tạo nhá. 1, 2, 3 và 4. Ui, sai rồi. Đó, có cái khúc xương thôi mà. Ui, làm một phát mất hết luôn. Kỳ lạ thiệt á. Rồi, sau đó đặt một hình dấu cộng bằng gạch rồng băng. Và... ui, thiếu rồi, mình còn thiếu nhiều lắm luôn á. Cái...
cái chỗ để cho rồng hà hơi mình sẽ đặt ở hướng này đi. Cái nhân nè, xung quanh bao bọc bằng những cái gạch rồng. Đây, giờ thì mình sẽ vào trong và chế tạo thêm một ít cái khối gạch rồng trước cái đã. Không biết mình còn vải rồng băng không ta? Mình sợ mình hết vải rồng băng á. Ui chết rồi, mình như mình hết vải rồng băng rồi. Còn vải của rồng Prey thôi. Thôi nhìn kỹ lại coi, nhiều khi mình lại nhìn sót á. Đây nè, còn vải rồng trắng nè. Chỉ là hình như mình thiếu cái gạch đá hay sao rồi. Coi coi còn gạch đá không. Rồi vào đây đặt thêm coi nào. Hình như cái tầng thứ hai là mình phải đặt full bằng gạch đá đúng không? Ủa gạch rồng đúng không? Tầng thứ hai là... đúng rồi, tầng thứ hai là full gạch rồng. Gạch rồng nè. Và tầng trên cùng. Ồ, đủ 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 các bạn ơi. Vậy là mình xong cái lò luyện rồng băng luôn rồi nè. Công đoạn cuối cùng của mình á là đưa một bé rồng băng lại đây và làm việc giống như bé rồng lửa này thôi. Vậy là mình đã xong cái lò luyện rồng băng luôn. Yay. Rồi chắc bây giờ mình sẽ không cần chế tạo những cái khối vải rồng nữa. Giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ, chuẩn bị thức ăn, sau đó sẽ bắt đầu cái hành trình đi tìm những cái máu rồng băng nha các bạn. Hôm rày á, mình đi khám phá toàn đi một mình thôi à. Hôm nay chắc mình sẽ dẫn bé rồng lửa của mình đi khám phá một hôm nhá. Và bé rồng của mình bay được luôn. Hết sảy và có vẻ bay nhanh hơn mấy bé rồng hoang dã rất là nhiều. Giờ thì mình sẽ phi một mạch tới cái vùng băng giá ở hướng bắc nha các bạn. Đây chỗ xác rồng nè. Đi xéo về hướng đây một xíu. Wow, hết sảy luôn. Wow, bộ giáp kỵ sĩ rồng kết hợp với rồng lửa nữa thì thôi rồi luôn á. Hà hơi luôn nè. Rồng mình giờ có thể hà lửa được nha các bạn. Và còn có thể biến đất nè thành cái đất bị cháy luôn. Được không? Ủa? Như cao quá không được thì phải. Làm lại nè. Ui, tan băng luôn kìa, thấy không? Nguy hiểm chưa? Còn không? Đó. Biến mấy cái cục đất thành đất bị cháy luôn nè. Xịn. Và hướng này hôm trước mình giết gần hết rồng băng rồi. Ây du. Chưa thắng lại cái. Rồi ở đây. Rồi xong. Xong rồi, sai lầm của mấy cái nàng tiên cá giả mạo đây rồi. Dám dụ kỵ sĩ rồng hả? Kiếm mình hiện tại chưa có được nâng cấp nha các bạn. Đó. Ui mà bị trừ sức tấn công nữa. Mấy tên này cả gan thiệt, mê hoặc mình hai lần luôn. Hai bên luôn. Bên này đi trước nha. Đánh một phát là sẽ ra lửa luôn, không cần phải enchant dùng lửa luôn á các bạn ơi. Và chỉ với hai hit thôi là xong một nàng tiên cá giả mạo. Nàng này cũng đi chết luôn. Ui gì hoài vậy, đi hoặc lại hoài à, chứ sao cũng chết thôi. Dám mê hoặc nè, lì. Rồi còn nàng nào nữa không? Hết rồi nè. Đơn giản chỉ có vậy thôi à. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ chính của mình đó là tìm mấy cái con rồng mà hoang dã băng trước các bạn ơi. Đây tên quá giật một mắt nè. Lúc đầu á mình cực kỳ sợ mấy cái tên này luôn, tại vì rất là khỏe. Giờ mình thử coi. Ui khoan, vẫn còn khỏe các bạn ơi. Nhưng mà không sao, điểm yếu của mấy tên này á đó chính là vùng mắt nè. Quánh vô một phát nè, cháy luôn. thì quái vật một mắt hả? Hở ra là đồ ăn thịt người ta hả? Người ta không có làm gì mà cũng đồ ăn thịt nữa. Chỉ lợi kèo kèo một xíu mà nóng tính vậy. Nóng tính hả? Ui, đá mình hả? Cả gan. Đá mình nè. Kiếm. Ui, hắn ăn thịt mình một phát nha. Mất hết phần nửa máu luôn. Nhưng mà may mình chép một phát hắn không chết luôn rồi các bạn ơi. Và mình đã giải thoát cho mấy con cừu ở đây rồi nè. Coi trong rương này chỉ có thịt thôi. À đúng rồi, thịt mình có thể mang về cho mấy bé rồng của mình nữa. Hết sảy. Xương. Ué, nhắc mới nhớ. Mình có thể mang cái đống xương này về và thỏa sức chế tạo thức ăn cho rồng luôn. Tại vì công thức chế tạo thức ăn cho rồng á, mình cần phải có xương. Đúng không? Cái này có đổi ra khúc xương hay là bột xương ta? Chưa, tại vì đây là khói nè. Ôi, cái này đổi ra bột xương rồi. Mình thì cần khúc xương cơ. Bột xương thì đâu có stack lại thành khối xương, cái khúc xương được đâu các bạn. Nên khá là tiếc đây. Mà kệ, lỡ đào rồi chắc mình sẽ mang về luôn. Và mình sẽ vơ hết cái số đồ có thể lấy được trong cái hang động này. Và tiếp tục cưỡi bé rồng lửa và tìm mấy con rồng băng thôi nào. Đây, đi tiếp thôi bé rồng lửa ơi. Đi. Ui.
Ui chết, hồi nãy mình quánh mạnh tay quá, cái nền tiếng cá da màu này lọt tuốt cái này luôn. Ui ui chết chết chết, mê hoặc trúng cái cây rồi. Mê hoặc mà trúng cái cây các bạn ơi. Đi ra đi ra đi ra. Mình không thể nào vượt qua nổi cái cây này. Giờ bị nhảy tưng tưng luôn rồi. Cả gan mê hoặc mình nè. Ui đi hoài vậy, hết lần này tới lần kia. Màn kia mê hoặc ha, từ sáng tới tối luôn á, chưa bỏ giờ tới nàng này nữa. Ui hình như mặc cái bộ giáp này vô mình kiểu như mấy nàng này thích hơn hay sao á, gì đâu mê hoặc mình hoài luôn á. Mê hoặc nè, cái tội mê hoặc. Rồi giờ thì chắc mình sẽ... Ui chết rồi, bé rồng mình ngủ mất tiêu rồi. Đêm xuống cái bé rồng mình ngủ luôn rồi, chắc mình sẽ làm một cái bàn chế tạo, sau đó chế tạo một cái giường và ngủ ở đây thôi các bạn ơi, chứ giờ bé rồng ngủ mình cũng đâu có đi tiếp được đâu. Hy vọng ngày hôm nay thì có thể tìm được nhiều nhiều rồng băng một xíu, chứ nãy giờ đi là chưa gặp con nào hết trơn á, đúng buồn luôn. Rồi đi tiếp về hướng bên này nè, tại vì hướng bên này mình vẫn chưa có khám phá nốt nữa. Rồi đi từ từ thôi nào, kẻo lót không kịp. Ui ui bé dân làng nào xây nhà ác vậy, trên căn cứ của cái con quái vật một mắt luôn, liều ghê á, dám sang chở luôn hả. Chỗ này không thấy con rồng băng nữa hết ta. Dùng băng vĩnh cửu này đáng ra phải gặp nhiều rồng băng mới đúng chứ. Cưỡi bé rồng hoang dã này thích cực luôn á các bạn ơi. Nó nhanh hơn rồng nguyên tố rất là nhiều luôn. Nhưng mà sao mình vẫn chưa gặp con rồng hoang dã nào hết. Kỳ vậy. Ui có xác rồng rồi nè. Ui thì ra rồng tắm trong lava rồi, chết luôn. Còn bộ xương thôi. Wow, hướng này cũng vậy luôn. À, có một tòa tháp Nethercrack nè. Lúc trước mình từng suýt bị đánh bại bởi một cái tòa tháp bằng Nethercrack như vậy. Ngày hôm nay mình muốn trả thù với cái set đồ kỵ sĩ rồng này. Rồi trả thù thôi nào. Con boss trên đây hả? Giờ ta không sợ người đâu. Quất luôn nào anh bạn. Hôm trước, ui ui, tên này dám mạnh các mưa, dám mạnh như người nào. Không đùa với tên này được. Ui đừng có bắn bể rương nha, đồ của tôi trong đó đó. Ai cho người đánh ta như lúc trước hả? Giờ ta đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Ơi mà chết rồi, kiếm của mình nó bị giảm sức tấn công á. Ở nhà mình còn thừa hình như là ba cái Rayon Steel Ingot. Một xíu về mình sẽ nâng cấp nó lên thử coi có được không nhá. Giờ đánh nó không mất miếng máu nào luôn kìa. Coi đồ trong đây thì cũng tạm ổn thôi chứ không gọi là tốt cho lắm. Có ít kim cương là được ha. Rồi lấy cái này luôn. Còn đồ dởm thôi chắc mình sẽ bỏ và trở lại với bé lòng của mình. Mối thù cuối cùng cũng được trả rồi. Mình úi sao giờ nhiều đồ vậy, để mình cho hết vào ba lô coi. Ô chết rồi, ba lô mình để quên ngay cái chỗ ngay chỗ đằng kia rồi. Ôi chết, ba lô mình để trên cái cây á các bạn ơi. Mình từ từ mình sẽ trở lại đó và lấy sau nhá. Không được, giờ thì mình đang chật chội nữa. Ô, mình sẽ đặt ở đây một cái điểm đi. Bé rồng lửa. Rồi sau đó thì mình sẽ trở lại cái khu vực ba lô nhá. Mình nhớ là cái khu vực ba lô nó gần cái ngôi làng băng nè. Đúng không? Đúng không ta? À không, gần cái khu vực xác rồng chứ. Suýt nữa thì đi lạc mất á. Xác rồng đây, xác rồng nè. Ôi á, một con rồng băng hôm trước mình chưa tiêu diệt nốt nữa. Xác rồng để mình chỉnh được lại cái độ cái đó. Cái này mình lên tầng 70 luôn đi, để cho nó đừng có mắc kẹt vô cái giếng. Rồi làm lại nè. Đó, để coi. Nãy giờ lâu đi mà chưa chế tạo mấy cái lọ thủy tinh các bạn ơi. Chết rồi, mình quên thứ cần thiết nhất rồi. Để bây giờ mình lấy một ít cát rồi sau đó mang về và chế tạo mấy cái lọ thủy tinh nha các bạn. Mình đã chế tạo được một ít cái lọ thủy tinh rồi, giờ thì mình sẽ trở lại cái khu vực xác rồng và bắt đầu lấy máu rồng băng nha. Hôm trước mình có giết một con rồng để bảo vệ làng nè, nhưng mà vẫn chưa có lấy xác nữa. Giờ thì bắt đầu lấy máu rồng thôi. Rồng băng thì được có 4 lọ. Tại con này chắc nó cấp độ thấp á các bạn ơi. Và con này nó chỉ mới cấp độ 3 thôi. Ở đây còn một bộ xương rồng nữa nè. Để mình lấy nốt luôn coi con này là cấp mấy mà nhìn to vậy. Chắc cấp 4 á, đúng không? Đúng luôn nè, được thêm ít xương rồng nữa. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại khu vực của...
Ui, trong lúc trở lại cái khu vực của bé rồng lửa thì mình gặp một con rồng băng nè. Ây da, yêu rồng băng thì mình không thể nào dùng cái set đồ lửa kỵ sĩ rồng lửa này để tiêu diệt được. Không sao đâu, mình nghĩ nó vẫn ổn á. Có điều mình sẽ... Ui, chết chứ. Phải chi mình có bộ đồ kỵ sĩ rồng băng á thì tốt biết mấy luôn á. Nó sẽ không bị dính mấy cái sát thương từ cái hà hơi của con rồng băng này các bạn ơi. Mà không sao, dù sao thì với 16 sức tấn công này thì mình vẫn đủ để tiêu diệt được con rồng này. Và nó cho mình thêm được 4 cái lọ máu rồng nữa. Rồi, giờ thì trở lại chỗ của bé rồng thôi nào. Thôi, để mình tele lên kia luôn cho nó nhanh. Bé rồng đâu rồi ta? Đây, bé rồng lửa đây. Ui, lại mắc kẹt. Ây da, cứu. Ui, mắc kẹt nữa rồi. Lên chưa? Rồi, được rồi. Sợ ghê luôn á, hở dịch chuyển cái là bị mắc kẹt à. Hướng bên đây thì... đâm đầu. Ui, chết rồi. Nhanh quá, mình không kịp. Đâm đầu vô cái tháp luôn chứ. Mình chỉ bay xung quanh cái khu vực băng vĩnh cửu này thôi. Ui, phanh lại. Bé rồng bay nhanh quá, mình phanh cũng không kịp luôn. Ở đây là chỗ trứng rồng băng hay sao nè. Rồi, dừng lại một phát này em ơi. Đúng không, trứng rồng băng chứ đâu nữa. Ủa, quả trứng đâu? À, đây, quả trứng đây. Lấy trứng rồng băng thôi. Lấy về. Và trong đây có táo vàng, sắt, xương. Rồi, chỉ một vài thứ cần thiết thôi. Và mình sẽ trở lên trên lại. Vậy là mình có thêm một quả trứng rồng băng rồi. Tuyệt cú mèo luôn. Khỏi phải đi up để chuyển hệ. Mình sẽ cất mấy thứ này lên trên đi. Rồi, sau đó đi tiếp nha. Rồi, đi tiếp thôi em ơi, đói chưa? Đó, no bụng rồi, đi tiếp thôi anh thôi. Sao khu vực này hiếm gặp rồng băng vậy ta? Toàn là xương rồng không nè. Đáng ra phải nhiều rồng băng lên mới đúng chứ. Làng thì cũng san sát nhau nữa. Ê, hình như bên đây nè đúng không? À, rồi. Mình không biết là dùng bé rồng để chiến đấu được không ta? Ok luôn, chiến đấu với hai con rồng luôn. Đây là cơ hội để tập luyện cho bé rồng hoang dã của mình. Ui, có vẻ không xi nhê với con rồng này rồi. À, được nè. Cố lên em ơi, anh tin em có thể làm được. Rồi, hạ hơi nó đi. Dám chống với bé rồng của mình hả? Chịu thua chưa? Để cho bé rồng mình ở đây đi, mình sẽ đi xuống dưới. Ui, chết chưa? Ui, vẫn còn sống hả? Dài vậy. Ui, cứ tưởng con này nó nằm một đống rồi chứ. Wow, con này khỏe thiệt á. Bé rồng của mình hà hơi một lúc rồi mà vẫn chưa xi nhê. Còn phải bồi thêm một vài phát chém từ thanh kiếm diệt rồng đỏ của mình nữa. Dám chống nè. Rồi đó, được rồi. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết ra đi. Đó, vứt ra. Vứt cẩn thận nha, vứt nhầm quả trứng hay là một thanh kiếm rồng là thấy ổn dữ lắm á. Rồi, kế tiếp lấy cái lọ nè. Và lấy hết máu về thôi. Được thêm 7 lọ nữa. 7 lọ máu rồng nữa các bạn ơi. Còn xương rồng thì mình không lấy cũng không sao đâu. Giờ mình sẽ qua đây và tiếp đãi nốt con rồng còn lại ở bên đây luôn nè. Tại vì mình thấy ở đây còn một con nữa. Rồi, con này thì mình sẽ cho bé rồng mình xử lý đi, chứ mình không ra tay nhiều đâu. Xử lý đi em ơi. Đúng rồi, phun lửa nó. Để coi đâu mới là con rồng mạnh nhất nha. Ui, bé rồng của mình còn phóng qua quả cầu lửa nữa kìa. Wow, cái này là chưa cấp độ cao nhất á các bạn ơi. Ở cấp độ cao nhất chắc bé rồng của mình mạnh lắm luôn á. Đó, phóng qua quả cầu lửa đó. Ê, xịn nha. Rồi, chịu thua đi. Cái gì? Nó đẩy lùi một phát bé rồng mình bay một khúc luôn. Wow, con này nó liều thiệt. Dám đẩy lùi bé rồng của mình. Đẩy lùi nè, nướng người luôn. Cho người ha, nghỉ đóng băng nha mấy anh dân làng nha. Rồi. Cố lên bé rồng ơi, cố lên bé rồng. Chịu thua đi. Ta tin bé rồng có thể làm được. Người đâm đầu vô vách núi là xong người rồi. Ui, vẫn chưa xi nhê nè, các bạn có thấy không? Hình như rồng băng nó có sức đề kháng cao hơn rồng lửa hay sao á. Chứ rồng lửa mình phun ra nãy giờ á, nó đều muốn mệt luôn mà nó vẫn không thấm thớt gì đâu hết á. Chắc là mình phải tiếp tục ra tay rồi. Thôi chưa, để mình cho bé rồng chiến đấu một lúc nữa coi.
cái này có vẻ chiến đấu một chiều rồi ấy. Con rồng này nó không có khả năng phản kháng lại mình luôn. Nó chỉ biết đứng một góc và chịu trận thôi à. Nó còn nhìn mình nữa kìa. Ui, mấy rồng mình yếu quá. Xà không chi nhê luôn á. Ui, nó còn chạy nữa cơ. Thôi, để mình ra tay cho nhanh nhé. Chứ để mấy rồng mình ra tay lâu quá. Rồi, chịu thua đi. Chịu. Chám cắn mình. Hổn. Ở đâu nó rồi? Rồi, công sức của bé rồng băng, ủa rồng lửa của mình. Chơi kỳ vậy. Ui, không chỉ rồng lửa mới biết khả năng bỏ trốn siêu nhanh luôn các mọi người. Rồng băng cũng vậy luôn, cũng có khả năng bỏ trốn siêu nhanh luôn á. Thấy không ổn nè, tự động dịch chuyển biến mất luôn. Chơi kỳ luôn á, mình chơi mình đánh có bao giờ mình chạy đâu. Mà hở ra cái là cái bỏ trốn như vậy hả, không nhận được gì luôn á. Đúng buồn luôn, chơi kỳ ghê á. Rồi lên cái ngọn núi băng này coi. Đây là cái ngọn núi băng, không biết có con rồng băng nào không. À đây có con rồng Sapphire nè. Ui chết. Kệ cho bé rồng của mình đáp đất xuống đi. Mình sẽ cận chiến với con này cho nhanh nha. Để còn thu hoạch máu rồng nữa. Bé rồng của mình rớt ấy, cực kỳ chậm luôn các bạn ơi. Nếu mà không có sự điều khiển của mình á thì sẽ rơi tự do xuống luôn. Giờ thì mình sẽ tiêu diệt ngươi nè. Mình quên mang theo cái gậy rồng á. Để coi nào, gậy rồng mình có mang theo không? Đây có luôn. Để coi có chế độ tấn công không nhá. Mình sẽ tập luyện với rồng mình một tí luôn rồi. Đây chuẩn bị tấn công nè. Wandering Stay. Rồi chuẩn bị chiến đấu đi em ơi. Coi bé rồng của mình có chiến đấu lại không nhá. Rồi cố lên. Đúng rồi, cắn nó đi. Ôi nhưng mà bé rồng mình chơi cận chiến hả? Sao không phun lửa đi em? Phun lửa như cách mà anh điều khiển em đi. Đây, quýnh nó nè. Quýnh nó tiếp anh đi. Sao đâm đầu vô đó làm gì? Ai vô? Đi ra, đúng rồi. Quýnh nó. Đối thủ ở đây nè. Lên bờ. Chờ để anh cởi gần lại đây nha. Rồi, quất nó. Đúng rồi, cắn lộn đi. Hình như rồng mình cấp thấp hơn hay sao ấy. Cái hơi nhát á. Đúng không? Mình thấy rồng mình bé tẹo à. À, chắc rồng mình nhỏ con nên sợ chứ gì. Ôi đừng sợ em ơi. Thôi để anh chiến đấu lần này cho cưng học hỏi nha. Đây coi anh mặc tịch con rồng này nè. Người dám làm rồng của ta sợ hả? Đứng lại. Trời tiếc cái mặt này nè. Trời nè. Dám làm bé rồng của ta sợ hả? Ta thì không sợ người đâu. Dám chống. Ui bay xa vậy. Định bỏ tổ chạy trốn à. Định bỏ tổ chạy trốn. Tội này là phải xứ đẹp luôn. Dám bỏ tổ hả? Rồi đó, thì cái đánh con rồng này nằm cá lai rồi nè. Và cái xác của nó còn rơi sâu tít dưới đáy biển luôn. Nên mình cần phải lấy máu nhanh rồi lên trên các bạn ơi. Rồi, được 23 lọ rồi đó. Ôi chết rồi. Đường về với bé rồng đâu ta? Hướng này đúng không? À đúng rồi. Tưởng đâu mãi mê đánh với cái con rồng Sapphire mà lạc bé rồng á thì toan mất. Ô, lỡ đón mình nè. Rồi đi thôi. Được á bé rồng ơi. Ui đi khám phá với bé rồng lửa thích cực luôn. Mình chiến đấu xong á còn quay lại đón mình nữa chứ. Thích nha. Sắp tới chắc mình sẽ huấn luyện thêm bé rồng Gray nữa mới được để cho đồng bộ. Và đây là hướng biển rồi. Nhưng mà mình ui. Ồ, lại thêm một tên một mắt nữa cạnh cái ngôi làng luôn. Dám mấy tên này ăn hiếp mấy anh dân làng đúng không? Chắc chắn chứ gì nữa, mình mà còn dám ăn thịt mà huống chi mấy anh dân làng. À dạ, vô. Ui đừng mà anh ơi. Cái tên này có thể chiêu ăn thịt với dặm á, cực kỳ thốn luôn á bạn ơi. Hắn cạp một lần á là mình mất á, ít nhất là phân nửa máu á. Ô may mà mình có sáp mạnh với vũ khí mạnh không thôi chắc mình cũng bị hắn ăn thịt từ lâu rồi. Sợ thiệt luôn. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng không cởi bé rồng lửa và đi một thêm một vòng nữa coi có gặp cái con rồng băng nào nữa không nhá. Một con nữa thôi thì mình có thể chế tạo được những cái Steel rồi đó các bạn. Hướng ngôi làng này. Ui đây một con nè. Rồi chuẩn bị coi anh chiến đấu nha. Chiến đấu thôi. Dám phun băng không cho người dịch chuyển luôn. Nhào vô tấn công bé rồng. Cạp đi, đúng rồi.
Ui, lũi vô băng, gai băng coi chừng nha. Coi chừng, coi chừng. Bé gồng mình khờ quá hả? Toàn... Ui, sao lại phá làng? Ui, nhạc mấy chân làng mà. Ui, xong rồi, sorry bác chân làng nha. Ui, bé rồng của tôi còn non lắm. Trời ơi, thiệt tình luôn á, kêu quánh tiếp anh sao đi lại phá nhà người ta. Thôi 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 nè, bình tĩnh nè, ngồi chỗ đi, ngồi chỗ cho anh nhờ. Thiệt tình luôn á, suýt nữa thì đi đứt cái nhà của bác chân làng luôn rồi. Thôi mình phải huấn luyện rồng mình kỹ càng không mới được, chứ làm vậy thì toan mất. Rồi, chịu chết đi. Xong, mình đã làm thịt được con rồng này. Bây giờ mình chỉ cần lấy máu rồng về thôi. Mình có tổng cộng là 29 cái loại máu rồng luôn á, nên mình đã đủ rồi. Chắc giờ thì mình sẽ cưỡi bé rồng của mình và trở về nhà thôi các bạn ơi. Đường về nhà ở hướng này đúng không? 1400m. Đơn giản với bé rồng của mình, chỉ cần phi một vài cánh thôi, một vài đập cánh thôi là về tới nhà cho coi á. Đó, tốc độ thì khỏi nói rồi, siêu nhanh luôn. Rồi, hẹn gặp lại tất cả bạn khi mà mình về tới nhà nhá. Mình đã về tới nhà rồi đây, và bây giờ thì mình sẽ lấy ra những cái Rayron Steel Ingot hồi nãy để mình có thể nâng cấp cái chất lượng của cái thanh kiếm hoa rồng của mình lên nhá. Đây, mình chỉ còn đúng 3 cái ingot thôi. Hy vọng rằng mình có thể may mắn và đập ra được cái dòng có chất lượng tốt. Rồi, nâng cấp lên nè. Thôi, hiện tại là broken rồi đúng không? Úp. Wow, sharp, cộng thêm 10% sức tấn công luôn. Cộng thêm vậy là mình được 25 sức tấn công luôn hả? Wow, tốt tốt nha. Hết bị trừ rồi. Và coi nào, chắc mình sẽ chừa lại hai cái này đi, để khi nào mà nó gần hỏng á, mình còn cho vô cái đe và sửa lại được. Cất vô đây luôn nè. Nãy giờ sau khi có bộ giáp của kỵ sĩ rồng, mình vẫn chưa có enchant á, cho nên bây giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu enchant luôn đi. Hôm trước mình có chế tạo được một cái mobile enchant nè, giờ mới phát huy công dụng của nó. Mình sẽ chọn ra những cái dòng enchant tốt tốt mà mình nhặt được trong những cái hang rồng để mình có thể tách ra nhá. Như cái áo giáp này nè, nó có chưa, để mình cởi bộ giáp mình ra trước cái đã. Nó có cái dòng gì đây, chậm hỏng nè, cũng như là bảo vệ đúng không. Mình sẽ lấy áo giáp, ui, lấy hai cái quyển sách này ra, vứt áo giáp ra bên ngoài, bắt đầu enchant vô cái áo giáp của mình. Đó, hiện tại cái áo giáp của mình nó sẽ có được bảo vệ cũng như là chậm hỏng nè. Đó, rất là tốt luôn đúng không. Kế tiếp mình sẽ lựa ra cái dòng bảo vệ nè, bảo vệ khỏi vụ nổ, sửa chữa luôn. Mình có một cái quyển sách sửa chữa này các bạn, hai quyển luôn. Chà, căng nha, căng nha. Cái đó mình sẽ để dành đi, mình sẽ ép vô một cái món vũ khí thực sự cần thiết cho mình. Ui, nó còn có cái dòng sải bước dưới nước nữa cơ. Bảo vệ của vụ nổ nè, tạm ổn. Cái này là sải bước dưới nước 2, chậm hỏng. Rồi, kế tiếp là bảo vệ nữa nè. Cái này có sửa chữa dưới cái mình sẽ vứt mấy cái món mà mình đã gỡ dòng enchant ra đi. Cái này có bảo vệ, vứt ra. Cái này có sửa chữa và chậm hỏng. Rồi, giờ thì bắt đầu enchant tiếp vô cái phần phần gì ta, phần ổn thì mình sẽ cho cái dòng sải bước dưới nước nè, khá là tốt luôn á. Lợi thì gọt khỏi phải nói rồi, siêu nhanh. Bảo vệ nè, cũng như là chậm hỏng. Rồi, kế tiếp là một cái món khác nữa coi, lại sửa chữa nữa. Tính ra khu vực hang rồng có nhiều đồ sửa chữa lắm luôn á, mình phải gom nhiều nhiều về mới được á. Hôm nay mình toàn bỏ sót ở phía dưới thôi hả. Cái này là bảo vệ sửa chữa nè, chậm hỏng. Wow, thích thích thiệt. Với lại enchant bằng cái này á, mình sẽ không có tốn một miếng level nào đâu, nên cứ thoải mái mà xài thôi các bạn ơi. Chậm hỏng nè, bảo vệ đâu rồi ta, bảo vệ, chậm hỏng, bảo vệ, được rồi đó. Nếu mình ép theo bảo vệ khỏi vụ nổ thì sao? Ồ, còn ép được bảo vệ cả vụ nổ nữa. Hay á, tại vì thông thường nếu mình ép bảo vệ rồi, mình sẽ không ép thêm được những cái dòng bảo vệ khỏi vụ nổ khác đâu các bạn ơi. Như vậy thì mình sẽ rất là lời khi mà sử dụng cái bàn này. Cái nón thì mình sẽ ưu tiên cái dòng thở hô hấp nè, để mình có thể thở lâu hơn. Bảo vệ để tăng khả năng phòng thủ, và chậm hỏng để tăng độ bền. Rồi, như vậy thì set đồ của mình có thể nói là siêu khỏe luôn. Những viên sách còn lại mình sẽ cất vô trong. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu ép thanh kiếm đi. Thanh kiếm mình sẽ vô trong để cường hóa lên, thì nó sẽ ra được những cái dòng mình thích dễ dàng. Đây, sắc bén nè, đánh mặt lùi, không cần, gây cháy, ép luôn. Nhặt nè, ui chết, tốn nhiều quá, tốn nhiều kinh nghiệm quá các bạn ơi. Nếu vậy mình sẽ bỏ gây trái đi. Chưa ép lại sắc bén nè.
nhặt nè, nó ép được hai dòng này rồi. Nếu chậm hỏng thì sao? Chậm hỏng thì chắc mình sẽ sử dụng cái bàn Mobile Enchant thì nó sẽ tiết kiệm nè. Chậm hỏng đây. Vậy là xong rồi đó, công việc cường hóa vũ khí của mình đã thành công rồi đó các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu một trận chiến với những cái con rồng ở dưới hang nhá. Những con đó thì sẽ có khả năng tấn công cực kỳ tốt. Lần này mình sẽ không dùng bất cứ thứ gì luôn, không cần dùng những cái obsidian skull nè, không dùng những trái tim, không dùng những cái bong bóng trái tim. Cánh thì mình vẫn phải mặc để mình có thể bay nhá, và mình cần phải có mang theo thuốc nhìn trong bóng tối mới được, để không thôi xuống dưới tối ôm mà đâu có đường, đâu có thấy đường đâu mà quýnh mấy con rồng. Rồi vô coi ba lô coi, nhìn trong bóng tối. Ui chết rồi, ủa không lẽ mình lỡ mình uống hết rồi hả ta? Đừng nói là uống hết rồi nha, uống hết giờ là nhịn luôn á. Ủa không, hôm trước mình nhớ là mình uống mình còn chừa lại một hai bình mà, mình đâu có uống hết đâu. Ủa kỳ lạ thiệt á. Để mình lục soát kỹ coi nè, còn ui cái này thở dưới nước mà. Nhìn trong bóng tối đầy 8 phút luôn. Rồi đã có thuốc nhìn trong bóng tối rồi. Giờ thì mình sẽ trở lại cái hang rồng số 6. Đây chính là một cái hang rồng băng các bạn ơi. Ủa rồng lửa chứ. Giờ thì tiến vào bên trong thôi. Trước khi vô trong thì mình sẽ uống cái lọ thuốc này trước cái đã. Thấy đường mà chiến luôn. Rồi vô trong chiến thôi. À thì ra đây là một cái con rồng Emerald. Và giờ thì mình không còn cái Obsidian Skull để giúp mình tăng khả năng kháng lửa lên nhá. Nên giờ chiến đấu mới thật sự là căng thẳng nè. Nhào vô chiến đấu luôn, không có đợi gì hết. Dám. Ui tính ra cạp mình cũng thốn quá chứ. Dám cạp mình hả? Ủa đâu mất tiêu rồi. Ui kỳ vậy, cạp một phát cái mất tiêu luôn rồi. Ui, ủa cái này đâu ra vậy? Ủa đâu ra cái này vậy? Ủa nhưng mà cái con rồng đâu mất tiêu rồi ta? Mới đánh nhau chưa được 10 giây nữa nên bỏ chạy rồi. Đúng buồn luôn. Chưa, để bây giờ mình đi vòng vòng để coi coi con rồng này nó có trở lại không nha các bạn. Chứ đánh đấm như vậy thì buồn lắm, chưa gì hết đã chạy rồi á. Rồi luôn, như vậy thì con rồng nó bỏ chạy thiệt rồi các bạn ơi. Hơi, mình đã thử đi ra đi lại nhiều lần coi coi nó có trở lại hang để ở ngủ không, nhưng mà nó không có chịu về rồi. Để giờ mình sẽ thử coi khu vực của nó có món đồ gì tốt tốt mình mang về không nhá. Cái này thì những thứ tầm thường quá. Có đồ enchant không? Mình cần đồ enchant kìa. Lên mấy cái đường cào cào này nè. Ừ có đồ xịn lắm. Ủa chẳng lẽ cái hang rồng bự như vậy mà không có cái món đồ enchant nào sao? Ui ui kim cương. Kim cương thì lấy về được. Ủa đã bỏ của chạy lấy người rồi mà của thì không có đồ gì quý nữa, gì bỏ làm gì, không mang theo luôn đi. Ui đúng buồn mấy cái con rồng này luôn á, tinh thần chiến đấu kém quá, chơi hết là bỏ chạy mất tiêu rồi. Giờ creeper thì mình quan sát được hết trơn rồi các bạn ơi, tại vì mình rất là khỏe ấy. Đi ra chỗ khác luôn đi, giận rồi đó. Coi coi có rơi ra thêm cái cây hammer nào không. Rồi vậy là xong luôn rồi, cơ hội kiếm thêm trứng rồng hoặc lửa đã hết luôn rồi đó các bạn ơi. Lâu lâu mới gặp con rồng Emerald bự thế mà cũng để sổng được nữa. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi, không đánh đấm với nó được rồi. Rồi và tổng kết trong ngày hôm nay á, thì mình đã tìm lại được bé rồng băng nè. Mình sẽ cố gắng farm thêm thịt trong thời gian dưới 2 tập để có thể cho bé ăn nhá. Và tìm thêm được một quả trứng rồng băng ở vùng băng vĩnh cổ. Và đặc biệt hơn thì mình đã hoàn thành được cái lò nung cái lò luyện rồng băng rồi nè. Sắp tới thì mình sẽ cho bé rồng băng ra đây và làm việc chung với bé rồng lửa này nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.